everybody and welcome back to IELTS with Mr. Bách. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với IELTS cùng với Mr. Bách ha. Thì trong video ngày hôm nay Mr. Bách sẽ giải đáp cho các bạn 5 câu hỏi mà Mr. Bách thường hay gặp nhất trong các video của mình cả trên YouTube lẫn trên TikTok. Ok, TikTok của Mr. Bách ha. Ok, thì 5 câu hỏi này các bạn hỏi rất là nhiều và Mr. Bách thấy là làm những cái video ngắn trên TikTok thì trả lời không có hết. Cho nên Mr. Bách sẽ làm một cái video dài để trả lời thật là đầy đủ cho các bạn. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu ha. Ok, rồi chúng ta bắt đầu với câu hỏi số 1. Ok, đó là học IELTS có khó không? Thi IELTS có khó không? Ok, thì để trả lời câu hỏi này á, thì Mr. Bách sẽ làm một cái sự so sánh nhỏ nhỏ giữa IELTS với lại TOEIC cũng như là bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông. À, thì các bạn hình dung ha, nếu mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông nằm đây, ok, TOEIC sẽ nằm ở đây và IELTS nằm trên đây. Ok, bài thi IELTS không dễ nha các bạn, không dễ và đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng từ người đi thi, kể cả cái năng nghe hiểu nè, đọc hiểu nè, nhận thức thông tin, viết nè, nói nè, phát âm tốt. Ok, các bạn còn phải biết suy luận, các bạn còn phải biết suy nghĩ nữa, nên đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng. Cho nên giải đáp của các bạn, đáp án của các bạn đó là IELTS là một bài thi khó nha các bạn. Và đặc biệt đó, trong lúc thi IELTS đó, thì các bạn còn phải viết nữa, viết rất là dài và viết theo đúng cái yêu cầu của đề bài đưa ra, một điều mà rất là ít người học viên người Việt Nam của chúng ta có cơ hội được trải nghiệm cái này. Cho nên là đây sẽ là một cái thử thách rất là lớn đối với các bạn. Câu hỏi thứ 2 đó là nên bắt đầu học IELTS từ lúc nào và mất gốc thì có nên học IELTS hay không? Thì để giải đáp câu này thì Mr. Bách sẽ dựa vào độ tuổi của các bạn ha. Thì với các bạn mà mình đang học cấp 3, ok, thì khoảng từ lớp 10 thì các bạn nên bắt đầu học tiếng Anh một cách nghiêm túc. Lớp 11 bắt đầu học IELTS cơ bản và lớp 12 mình bắt đầu tăng tốc, mình luyện IELTS một cách nghiêm túc, cường độ cao để cuối năm lớp 12 mình đi thi, mình có chứng chỉ IELTS, mình sẽ được miễn thi tiếng Anh khi mà mình apply vào các trường đại học. Còn nếu đối với các bạn mà mình đang là sinh viên, mình đang học đại học hay là mình đang đi làm á, ok, thì nếu các bạn cảm thấy là IELTS nó phục vụ tốt được cho công việc cũng như là phục vụ cho việc học của các bạn thì các bạn có thể bắt đầu từ bất kỳ lúc nào mà các bạn cảm thấy là năng lực của mình phù hợp ha. Và mất gốc thì có nên học IELTS thì câu hỏi này lại một lần nữa dựa vào cái nhu cầu của các bạn với cái bằng này. Không phải tự nhiên mà mình đi thi IELTS, tại vì thi một lần rất là mắc tiền ha các bạn, 4.750.000 lận. Cho nên các bạn cần phải xác định mục tiêu mình học để mình thi IELTS là để làm cái gì. Thí dụ nha, nếu mà các bạn đi du học và trường bên nước ngoài người ta yêu cầu là các bạn phải có IELTS, hiểu rồi, các bạn đi thi hợp lý nè. Hoặc là trong công việc của các bạn, trong công ty, công việc các bạn đang làm mà sếp hoặc là để mà được sếp yêu cầu hoặc là để mà được lên chức thì người ta yêu cầu các bạn dự như phải có IELTS 6.5, ok, thì lúc đó các bạn đi thi sẽ là hợp lý. Còn nếu mình không có dự định gì với các bạn IELTS hết mà mình đi thi á, okay, thì thứ nhất là các bạn sẽ không có cái mục tiêu rõ ràng, các bạn không có cái hướng tới thì học nó sẽ khá là mệt và mình học một thời gian xong nó sẽ bị nản đó. Cho nên là nên bắt đầu học IELTS khi mà các bạn đã có cái mục đích, các bạn đã có cái định hướng rõ ràng cho cái việc học và thi này. Ok. Và khi mất gốc á thì các bạn nên bắt đầu, nếu các bạn mất gốc IELTS á, thì các bạn nên bắt đầu từ học tiếng Anh cơ bản trước, học tiếng Anh giao tiếp trước, học nghe hiểu nè, học đọc hiểu nè, luyện phát âm nè, được chưa? Học giao tiếp thông thường trước. Trung bình á thì các bạn học cái này khoảng chừng 9 tháng cho tới khoảng 1 năm rưỡi trung bình trong khoảng thời gian đó. Sau đó các bạn tiếng Anh các bạn đã ổn rồi, cái nền các bạn đã vững vàng rồi á, thì các bạn hãy bắt đầu tìm hiểu qua IELTS nếu các bạn có mục tiêu ha. Câu hỏi thứ 3 đó là điểm thi IELTS bao nhiêu thì gọi là tốt. Ok. Thì IELTS các bạn thì nó có từ 0 cho tới 9, mình gọi là ban điểm 0 cho tới 9 nha các bạn. 9 là ban điểm cao nhất, maximum. Thì hiện tại ở Việt Nam không có nhiều người được ban 9, chỉ có vài người như đếm trên đầu ngón tay thôi. Ok. Thì cho chúng ta khỏi bàn đến ban 9 chi cho nó mệt ha. Ban 8 thì được định nghĩa là người sử dụng tiếng Anh rất là thành thạo, ok, và hầu như là không có quá nhiều lỗi trong việc nghe, đọc cũng như là nói, viết tiếng Anh. Thì như bản thân Mr. Bách là được IELTS 8 chấm nè, ok, thì ở cái ban điểm 8 chấm á phù hợp cho các bạn đi dạy tiếng Anh, ok, hoặc là các bạn
có nhu cầu là sử dụng tiếng Anh rất là nhiều, cường độ rất là cao, thì bảng điểm 8 chấm là cái mà các bạn cần hướng tới. Rồi bây giờ mà những cái bảng điểm là 5, 6 và 7 là những cái bảng điểm phổ biến nhất mà đa số mọi người thường hay bàn luận nè. Thì với bảng điểm 5.5.5 á thì là người sử dụng tiếng Anh ở mức độ đó là trung bình. Được chưa mấy bạn? Thì bảng điểm này phù hợp với những bạn mình đi học kiểu như là mình đi xuất khẩu lao động nè, hoặc là mình đi du học, như là du học và ở mấy trường phổ thông ở nước ngoài á các bạn, thì người ta yêu cầu khoảng IELTS khoảng 5.5.5 là được rồi. Hoặc là tuyển vào một số trường đại học nè, hoặc là mình xét tốt nghiệp một số trường đại học thì người ta yêu cầu là khoảng 5.5.5 là ok rồi. Bây giờ qua bảng điểm 6 chấm thì đây là cái bảng điểm mà đa số mọi người nên hướng tới. 6.6.5 thì cho mấy bạn thì là người sử dụng tiếng Anh khá. Ok. Thì bảng điểm này sẽ phù hợp cho những ai? Sẽ phù hợp cho những người mà mình những bạn mà mình đi du học nè, du học ở mức độ đại học nè, hoặc là học lên cao học nè, hoặc là những bạn mình muốn đi định cư nước ngoài thì các nước họ sẽ yêu cầu IELTS năng lực tiếng Anh của mình đâu đó khoảng từ 6.6.5 nè các bạn. Rồi và 7 chấm là người sử dụng tiếng Anh khá giỏi. Ok. Thì ở bảng điểm này các bạn có thể nghĩ tới cái việc là mình bắt đầu dạy tiếng Anh nè. Nếu các bạn thực sự có đam mê, hoặc là mình có thể nghĩ đến việc là mình xin các học bổng. Ok. Và cái việc đi du học cũng như là mình học đại học, cao học thì mình đã đạt cái yêu cầu của họ rồi. Được chưa mấy bạn? Thì đó là cách sử dụng những bảng điểm tùy cho mục đích. Ok. Thì tùy với mục đích mà các bạn hướng tới và các bạn sẽ biết cái bảng điểm nào là tốt. Câu hỏi thứ tư đó là thi IELTS có mấy phần? Okay, thì bài thi IELTS sẽ có 4 phần ha các bạn: nghe, đọc, viết và nói. Thì okay, thì phần nghe chúng ta sẽ kéo dài trong vòng 40 phút, phần đọc 1 tiếng và phần viết 1 tiếng. Trong phần nghe thì mình sẽ nghe 4 bài nghe có độ dài tăng dần và độ khó tăng dần, và mình sẽ trả lời 40 câu hỏi. Bài đọc mình sẽ đọc 3 bài đọc và mình trả lời 40 câu hỏi ha các bạn. Và trong bài viết thì chúng ta sẽ viết 2 bài. Bài thứ nhất gọi là Task 1, là một bài phân tích biểu đồ, phân tích đồ thị, thì mình viết 150 từ. Okay. Và bài thứ hai là một bài viết một bài luận, mình nêu lên cái ý kiến của mình về một cái chủ đề nào đó, viết 250 từ. Okay. Thì trong bài viết thì chia ra bài viết đầu tiên là 20 phút, bài viết thứ hai là 40 phút. Này các bạn. Riêng phần nói chúng ta sẽ thi riêng. Phần nói chúng ta sẽ thi với lại giáo viên là người nước ngoài, chúng ta sẽ thi với giám khảo là người nước ngoài. Thì giám khảo này người ta gọi là examiner nè các bạn. Thì mình sẽ vô phòng thi một một, nói chuyện một một với giám khảo. Được chưa các bạn? Giám khảo sẽ hỏi bằng tiếng Anh, mình trả lời bằng tiếng Anh. Được chưa? Dĩ nhiên rồi, tại vì có số bạn hỏi là thi cái này hả? Hỏi bằng tiếng Anh hay tiếng Việt? Okay. Hỏi bằng tiếng Anh nha mấy bạn. Và phần thi nói sẽ có 3 phần. Thứ nhất đó là các câu hỏi về các chủ đề thường gặp hàng ngày. Được chưa? Phần thứ hai đó là chúng ta sẽ thuyết trình trong vòng 2 phút. Người ta sẽ đưa một chủ đề, 1 phút chuẩn bị. Người ta sẽ đưa tờ giấy, các bạn có 1 phút chuẩn bị để viết note. Và 2 phút để các bạn nói liên tục. Hết 2 phút, các bạn sẽ ngừng ngay lập tức. Phần 3 sẽ là phần các câu hỏi thảo luận. Người ta sẽ đặt ra các câu hỏi sâu hơn về các vấn đề cuộc sống, vấn đề văn hóa, khoa học, học thuật. Được chưa các bạn? Và các bạn sẽ phải nêu ra cái quan điểm, nêu ra cái ý kiến của mình. Người ta sẽ hỏi rất là nhiều câu hỏi và các bạn sẽ trả lời. Thì không có giới hạn về số câu hỏi mà giám khảo có thể hỏi bạn trong các phần này. Được chưa? Người ta có thể hỏi bao nhiêu câu hỏi, tùy ý người ta. Trung bình á, theo kinh nghiệm đi thi của Mr. Bass á các bạn, thì ở phần 1 người ta có hỏi các bạn từ 7 đến 10 câu. Phần nghe, phần đọc, phần viết á, mình sẽ thi chung nha mấy bạn. Nghe, đọc, viết mình sẽ thi chung. Và phần 3 người ta cũng có thể hỏi cùng số câu hỏi như vậy. Và tổng thời gian thi của phần nói á, thì nó sẽ dao động đâu đó. Nhanh thì chắc khoảng 12-13 phút, lâu thì chắc khoảng cỡ 20 phút nè các bạn. Đó là bài thi IELTS. Và nói luôn là hiện tại ở Việt Nam chỉ có hai nơi tổ chức thi IELTS chính thức thôi, đó là IDP và British Council, Hội đồng Anh, gọi tắt là BC. Và lệ phí thi một lần á, là 4.750.000 nha các bạn. Và lúc đi thi các bạn sẽ được tặng cái bút chì. Cho nên lâu lâu người ta mới nói đùa là đi thi cái bút chì có giá 4.750.000, tức là khi đi thi IELTS các bạn được ôm cái bút chì đó về đó. Được chưa? Và chúng ta đến câu hỏi thứ 5, cũng là câu hỏi cuối cùng, đó là thi trên trường á, được điểm cao tiếng Anh thì qua khi thi IELTS điểm có cao như vậy hay không? Rồi,
Thì như ban đầu Miss Smart đã nói các bạn, cái việc thi tiếng Anh trên trường á, nó là một cái đẳng cấp, nó nằm ở hai đẳng cấp hoàn toàn. Tiếng Anh trên trường và IELTS là hai cái đẳng cấp hoàn toàn khác nhau, không có đem so sánh được ha mấy bạn. Tiếng Anh trên trường á, thì nó kiểm tra những kiến thức các bạn học được trong sách giáo khoa, okay. Còn IELTS nó rộng hơn, nó kiểm tra kiến thức của các bạn trong việc làm việc hoặc là trong cái môi trường sử dụng ngôn ngữ học thuật khá là nặng, ok. Cho nên và nó đòi hỏi tư duy rất là nhiều, cho nên nếu mà các bạn đi thi điểm cao tiếng Anh trên trường thì không có biết được là đi thi IELTS các bạn được bao nhiêu điểm đâu, ok các bạn. Để biết được á, điểm IELTS của mình là bao nhiêu thì buộc lòng các bạn phải làm một cái bài thi thử rất là đơn giản thôi các bạn chỉ cần là lấy một cái bài thi IELTS trong các quyển Cambridge IELTS, ok, và các bạn làm thử và chấm điểm thử. Phần nghe và phần đọc á, thì nó có đáp án, các bạn chỉ việc dò đáp án thôi. Phần nói và phần viết thì các bạn có thể nhờ giáo viên, ví dụ như các bạn có thể liên hệ Miss Bach nè. Miss Bach có dịch vụ chấm bài writing cũng như là Miss Bach có dịch vụ kiểm tra speaking cho các bạn để đánh giá xem là năng lực các bạn đang khoảng ở mức nào. Thì điểm tiếng Anh trên trường cao có nghĩa là điểm IELTS cao hay không? Không nha các bạn, cái này không biết được, không so sánh được. Cho nên muốn biết điểm IELTS bao nhiêu phải làm bài thi IELTS, okay. Rồi thì thông tin thêm là ví dụ nếu bạn nào có muốn làm bài test kiểm tra thử năng lực IELTS của mình thì các bạn có thể inbox trực tiếp Facebook của Miss Bach ha, cái link ở bên dưới để các bạn đăng ký test level miễn phí, ok. Rồi thì đó là 5 câu hỏi mà Miss Bach rất là hay gặp phải trên các video của mình. Thì Miss Bach hy vọng là sau cái vlog này thì Miss Bach sẽ giải đáp được cho bạn các thắc mắc, giúp cho các bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về IELTS, về mục tiêu cũng như là về cái định hướng của mình dành cho cái bài thi này là tốt ha. Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào đừng ngại comment bên dưới, Miss Bach sẽ làm thêm một video nữa, thêm nhiều video nữa để giải đáp cho các bạn các thắc mắc của mình ha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh YouTube cũng như là TikTok và Facebook của Miss Bach trong suốt thời gian qua. Bất kỳ thắc mắc nào các bạn có cứ comment, Miss Bach sẽ giải đáp cho tất cả các bạn ha. Thank you everyone for watching, thank you for your support, comment below and I will answer, okay? Thank you for watching. I hope to see you again very soon. Goodbye! Thanks for watching, everyone. Don't forget to hit the like button and subscribe to my channel and ring the bell to get notified about my latest videos.